Được chưa? À, dạ vâng, xin chào quý vị các bạn. Thì hôm nay em Cường Lã sẽ lên cho quý vị và bạn một mẫu xe với tầm tiền tài chính chỉ dưới 600 triệu nha quý vị. Một mẫu xe rất là đẹp mới về bên em luôn, với màu ngoại thất là màu trắng, Xpander Cross đời 2020, xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh và xe mới di chuyển được khoảng hơn 40 ngàn nha quý vị. Qua 3 năm sử dụng. Chính xác là 43 ngàn cây. Rồi thì em Cường sẽ mời quý vị bạn cùng ngắm qua tổng thể mẫu xe này. Thì mẫu xe Xpander Cross là mẫu xe MPV, xe đa dụng và rộng rãi này, 7 chỗ ngồi và thiết kế rất là hầm hố và nhìn rất là trẻ trung và thể thao, với cái khối cụm đèn cũng như mặt ca lăng thiết kế những cái gọi là những cái sóng rất là lớn, cùng với cụm đèn LED ở phía dưới đây rất là đẹp đúng không ạ, và cái dải đèn LED phía trên cũng rất là tinh tế. Còn về phần hông xe thì hông được trang mâm xe sẽ được trang bị mâm 5 chấu nhé quý vị, mâm phay 5 chấu này và 17 inch rất là lớn. Về ngang qua hông xe cũng được dập những sóng rất là lớn, khí động học nhìn cực kỳ là thể thao và cơ bắp. Xe có được trang bị là tay nắm cửa mạ chrome này, che mưa chén cửa và ốp gương chiếu hậu cũng là mạ chrome luôn. Đó. Phía dưới chúng ta sẽ có những cái phần cơ bắp gọi là cái ốp gọi là body kit rất là đẹp. Đó. Rồi về phần đuôi xe thì chúng ta sẽ có là cái thiết kế khá là vuông vức và cũng nhiều đường cơ bắp nổi bật lên. Xe cũng được dán phim cách nhiệt phim 2 cool nha, một cái phim rất là xịn sò. Xe cũng được trang bị camera re này, chữ Xpander Cross rất là nổi bật. Thực sự là cái mẫu xe này khi mà ra mắt là rất là hot trên thị trường. Em sẽ mở cái phần cốp sau quý vị coi. Thì xe này bên em mới về mà em đã dọn rửa và xe này cam kết là không đâm đụng, không ngập nước nha. Ốc cabo còn nguyên zin này, keo chỉ sùng chỉ còn nguyên zin, xe rất là đẹp. Xe này là cực kỳ phù hợp cho chúng ta sử dụng gia đình cũng như là nếu mà các bạn kinh doanh dịch vụ cũng rất là ok, bởi vì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng rất là thấp. Đây thì chúng ta sẽ xem qua mức tiêu hao nhiên liệu này. Thì đối với trong đô thị á, thì xe chỉ mất khoảng 8,7 lít, còn ngoài đô thị còn 5,9 lít, còn kết hợp khoảng cái tầm 6,9 lít thôi. Đó. Rồi thì em sẽ mời quý bạn vào cùng tham quan khoang nội thất của xe. Nội thất của xe thì là phối hợp màu đen và màu nâu, nhìn cũng rất là sang trọng. Đây, vô lăng còn rất là mới này. Xe chạy được 43.270 km ha. Đó. Xe được trang bị đầu DVD này. Điều hòa thì điều hòa chỉnh cơ thôi, em sẽ đổ máy luôn. Xe được trang bị hộp số tự động nha quý vị. Đầy đủ tính năng cruise control, đàm thoại lành tay, điều khiển giọng nói. Phía bên đây là gương là chỉnh điện gập điện. Đó, VSC, TRC đầy đủ hết luôn. Và xe này thì cũng được gắn thêm cái bộ camera hành trình, lẹp gương cũng khá là xịn sò ở đây, một option được trang bị thêm. Về trần xe cũng khá là mới nha quý vị, cũng như cái phần ghế này, ghế rất là căng, ghế da phối màu nâu đen. Hộp để đồ rộng rãi, khởi động nút bấm. Rồi thì em giờ sẽ xuống hàng ghế thứ hai. Rồi thì em sẽ lên ghế coi, và cái hàng ghế thứ hai này cũng rất là mới. Em Cường thì cao một chiều cao khoảng 1m73-74 và ngồi đây thì quý vị thấy rất là rộng rãi này. Trên phần ghế phía trước thì em đã chỉnh là vừa em lái luôn, và hàng ghế phía sau phải chừa ra khoảng hơn 20 phân, cực kỳ rộng rãi. Một cái xe phải là nói là hội tụ rất là nhiều những cái tố chất như là rộng rãi này, tiết kiệm nhiên liệu này, kiểu dáng thể thao. Đây, chúng ta sẽ là hàng ghế thứ ba. Đây, hàng ghế thứ ba cũng khá là rộng rãi. Đó. Rồi thì em sẽ mở cái khoang động cơ để quý vị có thể coi luôn. Về thì em cũng nhắc lại một lần nữa, thì những cái xe mà khi bên em thu về là về keo chỉ cũng như là động cơ là bên em cam kết là không đâm đụng, không ngập nước nha. Máy 1.5. Đó, hiện tại đang nổ máy và cũng rất là êm ái. Rồi khoang động cơ này thì bên em đã vệ sinh và rất là mới. Cũng như ốc này là hoàn toàn là nguyên zin, chưa hề tháo luôn nha, lắp cabo còn nguyên zin. Đó. Thì
Xe này thì hiện tại là đang được bên em chào bán với mức giá là 599 triệu nha quý vị. Một mức giá cũng rất là yêu thương. Nếu mà quý vị xem xe, chúng ta có thể là thêm xe và đàm phán về giá thêm nha. Rồi nếu mà quý vị bạn quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em Cường qua số điện thoại là 093 787 5577. Em sẽ tư vấn chi tiết cũng như là báo giá đàm phán cụ thể với quý vị nhé. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xem video thì đừng quên bấm đăng ký, chia sẻ cho em.